Chào các bạn, cảm ơn quý bạn trở lại với Lulin TV bữa nay nha. Hổng rày cũng lâu rồi, Lulin cũng đi làm video mấy bạn, biết sao không? Tại vì nguyên gia đình của mình bị dính Covid á. Sau cái ngày sinh nhật của con gái của Lu á, ai cũng bị bệnh hết, nguyên gia đình bị bệnh hết mấy bạn. Hổng rày cũng tuần lễ rồi. Bệnh Covid thì nó cũng không có nguy hiểm gì mấy, nhưng mà mình mẩy của Lu á bị đau đớn, uống Advil là hết à, với lại bị ho chút xíu, với lại chảy mũi này kia thôi à mấy bạn. Rồi bữa nay á Lu khỏe rồi, nay Lu đi câu cá với lại chìm miêu, nay đi lại câu cá với chìm miêu, bữa nay hai thằng bôi ra ngoài đi câu chơi mấy bạn. Bỉ Linh thì ở nhà, Bỉ Linh còn hơi mệt á, bởi vậy Bỉ Linh không có đi theo mình. Rồi bữa nay mình xuống đây mình đi câu cá thử coi hổng đài coi cá nó tới đâu rồi ha. Luôn mới câu đường cá mangrove mấy bạn. Không biết này 10 inch không nữa. You think this is 10, Jamil? Let's find out. Oh yeah. That's a 10? Yeah, this is. Okay. First fish. Let's see. See, we got lucky. A fighter. Just made it. Right on. Look at that. Right on? Yep. Okay. See, can you see the 10? No, you can't. It's past it. Hold on. Oh, just made it. Oh. Nope. It made it, but we can throw it back. It's 10, yeah, but it's 10. We don't like to take a chance. Woo! Fish on. Jamil got cá. Jamil got cá. Okay. Nice one, Jamil. Oh, don't pop it. Where's it at? Oh, it's a small one. Oh, man. Oh, no, I think that's a keeper. You think that's a keeper? Woo! It's too small, but... Oh, man. Yeah, I gotta be 18. Hold on, let's get the measure. Yeah. That's 17 or something. Oh, man, you can tell, huh? Yeah, you can tell. It's right there, but it's not. Oh man. Yeah, 16. They look big, but they look big. Oh man. No, that's like 16. Yeah, 16. Look at that. Golly. As bad as it is, it looks small. I mean, it looks huge. And they gotta be here. Man, only 16. Golly, you gotta throw it back, huh? Yeah. Jeez. What was it? Life string? Pilcher. Man, 16 inch mutton. Whew. There it is. Filter. Nè mấy bạn, cái mồi cá mà mình câu mấy con mới hình đó là nếu mà Jamil hold up, let me see the yeah, nè cái mồi này nè mấy bạn, không là câu mấy con mới hình snapper á, mình cắt là khúc khúc vậy nè, cái móc vô dột xuống là hà gì lính vậy đó. Oh man, 16 inch dở quá. We gotta do it again, Jamil. Dở quá, Jamil. Do it again, baby. Dở quá that means sucks. Hello, what you got here? Schoolmaster. Same thing? Also gotta be 10 inches, yeah. Oh man, yeah, this one's small. Smaller, right? Yeah, too small. God. Woo! Look, mấy bạn. Lu mấy câu dính được con look down. Oh man, that's crazy, huh? Yeah. Oh, so they're down here, Jamil? Yeah, I told you. I gotta go get the other one, then. Look. I gotta go get the other one, yeah. Oh yeah, oh man, that's a nice one too, huh? Yeah. I didn't even try for this one. I know, it's shot. À, mấy bạn thấy không? Mình không có con cá này, con cá này tên là con lứt đào á, không biết Việt Nam mình kêu bằng con cá chim hay gì vậy mấy bạn. Mà con cá là thịt không à. Này chắc cá chim tiếng Việt mình kêu cá chim á. Hey, what you been trying to catch? Oh, man, hey, like you say, it swallowed the hook, Jamil. It always swallows it, little amount, look at that. Hey, why don't you help me get it out? Man, đã quá. Cá này nấu canh chua lỡ sậy luôn mấy bạn. Where's the thing at? Yeah, it's all the way in there. Watch. Look. Oh, we can't get it out y'all. Look how far it is. We can't get it out with this. Oh, maybe. Here, let's try to get it. I have to hold it and you go get it. Hold on. Yeah. Woohoo! Another moonfish, baby. Mấy bạn thấy không? Mình câu mấy con cá chim đấy bạn. Bằng mấy cái lưỡi nhỏ này nè. Yeah. I got hold what? Hold on. Yeah. Trying to catch that look down.
What you got, man? What you got? Another one? Another one? Look at this. Look at this. Okay. You found the magic touch. Okay. You got the magic touch. Look at him. Look at him. We got three, right? We got three already. Yeah. Okay. We're going to have dinner tonight. Okay. Ba con rồi. Giờ mình câu thêm nữa bạn. Nè, thấy không? Không có bò gì hết á. Chỉ có mấy cái lông này nè. See that? Con thứ tư lưu câu được mấy bạn à, thấy chưa, bữa nay là mình ăn cá này thoải mái luôn á. Câu không cần mồi mấy bạn. Rất là đẹp không. There you go. We bring it to the ice bucket. Show the people how many I got already. Bữa nay là câu cái này người ta kêu cá chim look down á. How many we got already? Four. There you go. Okay. There you go. We got enough for dinner. We got enough for a soup. Wee. Okay. Hot and sour soup. Okay. What you got? Oh, it came off? Oh, man. Man, that thing pulled hard. Yeah. Này, con cá cũng có lý mấy bạn ơi. Cũng được 6 con. 6 con cá chim này, người ta kêu này cá chim chắc. Tiếng Mỹ là kêu look down á mấy bạn. Lưu câu cũng được 6 câu này, bữa nay tiến bộ với sợ của mình lưu câu được mấy con này à. Tại lưu câu mấy cái mồi giả, mấy cái này lưu không biết nó sao, chỉ có cái lưỡi ấy thôi à mấy bạn. Nè, nó giống như vậy nè. Thấy không? Đó, giống hệt cái này với lại cái giống hệt mấy cái lông, mấy cái cánh con chuồn chuồn hay gì đó. Mà câu về nó nhại dễ sợ luôn á. Từ nãy giờ mà câu cũng được 6 con rồi. Chị Miu ở đây thì giờ đang tính câu cá bự nè. We're trying to catch a grouper. Đó mấy bạn, bây giờ lưu với lại chị Miu tới 7 Mile Bridge rồi mấy bạn. Chạy xuống múc với lại đi câu cá. Bữa nay hai thằng đi tàn xuống đây câu cá. Tại nãy mình câu đằng kia cá hết ăn rồi, giờ mình kiếm chỗ khác. Cái này là cái cầu 7 Mile nè mấy bạn. Trước kỳ xuống với Key West nè, không 7 Mile Bridge không đó nè, đây đẹp lắm. Đây xuống đây giờ hai thằng đi xuống đây coi tình hình nước nồi nó ra sao á, coi nước chảy đâu á. Giờ mình xuống đây mình câu chút xíu coi. Hai thằng này không có bận rộn công chuyện này, đi câu á, đi tàn vậy, đi ra ngoài đi câu cá thử coi. Từ xưa tới giờ mình chưa có xuống đây câu mấy bạn ơi. Mình xuống đây cũng hơi khá nhưng mà chưa có xuống đây câu. Đó, mấy bạn xuống đây hứng gió rồi xuống đây chụp hình cái cầu 7 Mile đây cũng được lắm mấy bạn. Để coi mình với Jimmy cái này có câu được không. No fishing from bridge, Jimmy. Ok. Ở trên đây nó cho mình câu trên cầu mà bạn ơi, mình phải chắc xuống đây qua hàng sau á. Để coi cái nước làm sao. Không biết đây có cá thế nào. Đó mấy bạn thấy không? Cái cầu dài xuống dưới 7 Mile đó bạn, cái cầu này đó. Cái này là chạy qua khỏi đây là xuống với Key West rồi. Đó. Cái này là cái cầu người ta mới làm lại á. What do you think? Nice, man. Mà hay mấy? Spanish Harbor. You wanna drive down there? Đó, mấy bạn thấy không? Có người ta... Mình... still going back down rồi. Có người ta câu ở dưới. Có người ta câu ở dưới đó. Mình xuống dưới mình câu được không? Let's see. Yeah, let's try. We're waiting here. Give it like about 30 minutes or so. Để giờ lưu ý chị Miu xuống đây thử dục cần câu, xuống đây coi có cá không mấy bạn. Tại vì từ đó giờ mình chưa có xuống cái cầu 7 Mao này mình câu. Bữa nay mình xuống đây mình thử coi. Rồi mấy bạn, giờ mình xuống lấy đồ mình thử mấy bạn ơi. Xuống đây mình thử câu ở đây coi. Không có lấy hết đồ nghề xuống, lấy chừng mà mấy cần câu với lại cái thùng nước đá xuống rồi coi câu có cá trước rồi mình mới tính sao. Giờ mình đi ha. Đó, mình câu cá ở trên không được mấy bạn, giờ mình đi xuống dưới đây nè. Ở đây nó có cái làm cái đường cho mình đi xuống dưới đây câu cá nữa các bạn đó. Đi xuống múc ở dưới đó đó. Mình câu dưới cầu. Tại vì ở trên cái cầu á là người ta chạy xe đạp đồ với người ta đi bộ, chạy bộ đâu mấy bạn. Người ta không cho mình câu ở trên. Giờ mình đi xuống đây. Ok.
Ồ, cái cầu bảy mau này đẹp lắm mấy bạn ơi. Đó. Khỉ. Khỉ. You gonna bust your behind, Jay? Lu mới giật được cá nhỏ này. Oh no, it's that leather one. It's that one I got the thing. Oh, that's a good jack. Oh. That's a leather jack. Yeah, leather jack. That's a good jack, man. I like that. Yeah. Yeah, that's good frying. A little bit? Yeah. The blue runner, no? Yeah, that's a blue runner. That's good fish right there, huh? Okay. Okay. Oh man, let me see. Blue runner? Yeah, that's a blue runner. That's a good fish right there. I like it like that. Good then. That's good then. You got another one, Jamil? It's all right. Bring it up. Bring it up. Bring it up. That's good fish. That's good fish, man. Oh man, this is good right here. Another one. Woo! Yeah. Another one? Another one. Woo, man. There you go. Good dinner today, đó. Good dinner today. Đứng một chỗ thì câu đá luôn các bạn. Lia lịa luôn á. Nè. Mình đứng câu cá dưới đây á, sướng như thợ mát. Ở sau lưng mình á, bên đó là cái nhà hàng đó mấy bạn. Bên đây nè, Sunset Grill á. Mình nếu mà câu không có cá đó, qua đó mình ăn trưa cũng được nữa mấy bạn. Bởi vậy xuống đây không sợ đói đâu. Ở dưới cái cầu 7 mile á, 7 mile bridge á, mình đi câu cá đây nè. Mới câu được 3 con cá bật má. Như cá này cá bật má đó mấy bạn. Nè, này chắc cá bật má chứ mình cũng không biết này tiếng Việt kêu bằng gì nữa. Mà tiếng Anh là Blue Runner á. Oh yeah. All right, day. All right, man. All day, baby. Oh yeah. Blue Runner. Ở đây câu là kêu mệt luôn đó mấy bạn. Blue Runner. All day. Good fish. Good eating fish. We're trying to get 100 pounds up. Got to get 100 pounds. Get 100 pounds. How many we got already? Got about 10. Picture the camera side. He got the gun show. Look at the gun show. He glistening. He over there sweating, boy. Let me show you guys how quick I catch him. There it is. Let's see. There it is. Let's see. Don't disappoint. Ooh. Got too excited. You got too excited. Oh, got it. Oh, he's on there? Yeah. Oh, snap. Got it. One hit a quitter. Oh! Boink. Oh man. too cocky. You got too cocky. Man, mấy bạn thấy không? Ở đây cá là mệt nhảy luôn á. Somebody get too excited. That's a problem. Ooh, man, that's nice. You gotta calm down. You gotta take a chill pill. You gotta relax. Relax. You see how fast? Watch. I put a shrimp on. Oh man, that's really quick. Look at this. You ready? Let's do it. Let's do it. Look how fast. There it is, baby. Is, let's see. Take your time. Let it eat it. There it is. Oh. Man. You gotta give it some slack. Yeah. You're not giving enough slack, man. When you let it go, give it some slack. Uh-huh. You got it too tight. Dang. Only got about 4 shrimp left. I gotta get. Got the guns in the sun. Look at that. Ooh. Guns in the sun. Yeah. This man here. I'm like getting excited, dog. He's too excited. Look at him. He's shaking. He's so excited. He's too much, man. I you got to catch this. Hey, never catching this much fish in it's my crazy. Life. Crazy. Ready? Look how fast it bites. Give it some slack. Give it a little slack. Leave it a slack. Yeah, let it run with it. Let it run with it. Got it? You got it? There it is. Small. It's okay. Something's better than nothing, dog. Something's better than nothing. A small mangrove. This is no good. No good. Alright. No bueno. No bueno. Mấy bạn, mình mới tới cái chỗ này á mấy bạn. Mình chưa mưu câu được chút xíu à. Coi nè. Coi cá... chơi cái này cá bọc má hay cái gì á mấy bạn. Mình cũng không biết nữa. Nhưng mà tên Mỹ là Blue Runner á. Với lại được con mangrove 10 mấy inch nè. Mới tới đây câu được có chút xíu thôi đó mà bao nhiêu đây rồi nè. Đó, một chút nữa mình câu thêm mới được. Giờ hết mồi tôm rồi. Giờ mình chơi mồi cá đi. Rồi mấy bạn ơi, mình câu cá ở 7 Mile Bridge xong rồi, giờ mình chạy ngược về Channel 2. Mình câu thêm ở bên đó tại vì giờ nước nó chảy ngược về phía bên đây nè. Giờ đi dẫn mình câu thêm mấy con cá chim nữa mấy bạn ha. Đi theo mình đi.
Dạ. Giờ hai thằng trở lại cái chỗ mới sáng câu mấy bạn, tại mới sáng nước nó đi qua bên phía bên đó đó. Giờ chiều giờ nó đi là ngược về bên đây. So, we're like addicts today, dog. Yeah. Bữa nay lưu với Jamil là đi câu nguyên ngày luôn á. Từ sáng cho tới bây giờ luôn, bây giờ là 6 giờ mấy rồi mấy bạn. 6 giờ mấy bây giờ trở lại cái chỗ hồi sáng đó, câu lưu với Jamil này câu cá cũng khá rồi. Nhưng mà chưa có được con cá nào bự hết á. Bây giờ đi lại đây câu tiếp. Tại vì ở dưới Florida Keys á, mình chỉ chạy lên chạy xuống thôi à. Bây giờ mình vô đây mình câu kiếm một con cá bự rồi đi về coi. Something big? Yeah. Something big? Big bait. You see? Big bait. That's a heavy duty one, right? Man. It was a cuda. It cut that fish in half. It cut it in half, yeah. So what now? I don't think it'll eat it, but I don't know. Oh, a small one? Yeah. Oh, whoa, that's pretty big, huh? Oh man, yeah, too small. Yeah. Look at that. Man, that's another mutton. I know, nice. This one probably like 16. Uh-huh. Golly, sucks, man. Uh-huh. Right up against the ball. Yeah, phải dục lại. Right up against the ball, look at that. Beautiful. Golly. Beautiful. Yeah, let it go. Man, that's a... I don't like it when that happens. Mấy bạn, giờ này cũng gần 7 giờ mấy tối mấy bạn. Louis Jamil đang... chờ có con cá bự nè, coi cái mồi nè. Đó, giờ là xuống câu kiếm cá bự nha. Từ sáng mình câu cá nhỏ không, mà giờ mình kiếm cá bự mấy bạn. Mặt trời sắp sửa xuống rồi nè, không? Đó, giờ mình chờ chị Miu câu con cá bự cái mình đi về. Rồi, giờ mình cũng chuẩn bị đi về luôn mấy bạn ơi. Coi cái cảnh ở dưới Key Largo, Key West nè mấy bạn. Ở xuống coi nè, chiều nó đẹp dễ sợ không? Đó, mấy bạn thấy không? Bữa nay là một ngày lưu với Jamil đi câu cũng quá đã mấy bạn. Đi từ sáng tới chiều luôn, không rài bệnh không có ra đường á. Bữa nay mình ra đường được chút xíu rồi, bữa nay mình đi câu nguyên ngày cho nó đã. Đó, rồi lưu cũng xin tạm ngừng cái video bữa nay luôn mấy bạn ơi. Thì lưu sẽ hẹn với mấy bạn lại cái video sau ha. Mấy bạn nào mà có thích cái video này cho mình cái thumb up với lại subscribe với cho mình nha. Rồi bữa nào mình làm video tiếp theo cho mấy bạn coi. Rồi giờ mình đi về mấy bạn ơi. Bye.